bởi ngài đã thông suốt tam giới Anuttara ngài có đức hạnh không ai bị. Bodhisattva Sarathi, đức Thế Tôn hiểu Bodhisattva Sarathi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sa tha đệ qua manu năng đức Thế Tôn hiểu sa tha đệ qua manu sa năng, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt thô, đức Thế Tôn hiệu Bụt thô, bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giao hóa chúng sanh cùng biết vời. Bhagavati, đức Thế Tôn hiệu Bhagava, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Na thì mê sa ra năng nhân bùa thờ mê sa ra năng và răng hề tề na sát cha quát chê na hô tú mê và già mặn gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sakhato Bhagavata Thammo, nghĩa là tam tạng pháp bảo của đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thammo là pháp thánh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp chư đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Ba cha tăng quê đi tập bộ huynh như hi tí là pháp mà các hàng tri tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy thử nơi tâm. Na thì mê sa ra năng anh nhân thầm mô mê sa ra năng quá răng hề tề na sát cha quách chê na hồ tù mê cha gia măng gà lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Suppatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn y theo chánh pháp. Uccipatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn y theo thánh pháp. Nyayabhatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmicchipatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidaṃ catta dibuddhisa yugāni, tăng nêu điểm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. A tha buddhisa phục gà la, tăng nêu điểm triệt thì có tám bậc tăng đã đắc đạo tu đà hoàn, tăng đã đạt quả tu đà hoàn, tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo a na hàm,
tăng đã đạt quả a na hàm, tăng đã đạt đạo a la hán, tăng đã đạt quả a la hán. Ê sa pha ga wa tơ sa wa ca sang khô, chữ tăng ấy là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hành. Ba hồ nay vô, các ngài đang thọ của tinh thế mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài. Đặc khi nay vô, các ngài đang thọ lệnh của tinh thế tịnh lý nhân quả đem đến dân cũng. Anh cha li ca ra ni vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuột ta răng buốt nha kẹt tăng lô ca sa tích, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Na thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khu mê sa ra năng hòa răng. Ê tê na sát cha quát chê na hô tu mê chà già mặn gá lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức tăng là quý báo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quảnh đa mì chê thí văn sầm bằng sam ba tha mê sư ba tinh thiên sa ca tha. Tu ma ha bồ thiên bồ tha rũ văn sa ca lăng sa đa. Con xin thành kinh đành lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phận minh kết hành. Sa ve sa ta a ve ra hôn tu su khi ta hôn tu nit du kha hôn tu áp gia bạch cha hôn tu a ro ga hôn. Dạ con sai rồi. Sa ve sa ta a ve ra hôn tu su khi ta hôn tu nit du kha hôn tu áp gia bạch cha hôn tu anika hôn tu di kha du kha hôn tu a ro ga hôn tu sam ba te hi sa mít chan tu su khi a ta năng ba ri ha ran tu du kha ba ta cha ni du kha pa ya ba ta cha ni pa ya so kha ba ta cha ni so kha hôn tu sa bê vi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng hay cho được sao đâu, đừng có bền hoàng hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc đừng cho thương tiếc. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng, nhược bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhược bình kính mời quý vị cùng với nhược bình tắc bạch để thọ trì quy giới. U ca sa ma văn văn tê vi sum vi sum ra ca na tha ya ti sa ra ne na sa ha thăng. Dạ, con xin sám hối ạ.
U ca samayang văn tê vi sum rakhana tha yati sarane na saha ban cha sĩ la di ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti chạm bi ma văn phành tê bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giảm bi ma văn phành tê vi sum bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê tha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sa thủ lành thai con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những đêm nay mà chúng tôi được rõ vào sĩ nhập quỳnh, sĩ công nhật, sĩ hướng mộng, sĩ meta, sĩ căn thư, sĩ thi lông đều tâm hạnh và quỳnh chân tâm. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Phật. Đập măng sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn căng sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính đi tăng. Được thi âm bi bụt đăng sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Được ghi âm bi đấm mong sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Được ghi âm bi sẵn căng sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti âm bi bồ đăng sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti âm bi đắc mong sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti âm bi sanh khang sợ năng gai chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa đa năng gọi cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đoạn măng sa đa năng gọi cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn hăng sa đa năng gọi cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Được tỳ giảm bi bụt đăng sa đa năng gọi cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tỳ giảm bi thâm măng sa đa năng gai chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Tỳ giảm bi sang khăn sa đa năng gai chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tỳ giảm bi bất đẳng sa đa năng gai chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi thâm ăn sa đa năng gai chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tập thì giảm bi sân khăn sa đa năng gai chả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thì sa đa năng gai chả năng nịch thị tăng, Pháp quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng.
Manatibhata Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Còn xin quên như điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Còn xin quên như điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Còn xin quán giữ điều học là quý chánh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Còn xin quán giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Còn xin quán giữ điều học là quy chánh xa si vô rượu và các chấp sai. Manatibhata Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Cha Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà. Musawada Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Veramani Sikho Panang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padani sadukang katua ngapamade nane chakalang samarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Sile na sukatinyanti, sile na phoka sambadai, sile na niputinyanti tasmai, silang wisom tha ye. Cho nhân sinh đi sinh về cõi trời, cùng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cùng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cùng nhờ dự giới. Bởi các đây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Thụ xã thụ lành thai ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột ta măng bùa thể vô khá lý tậu đô sơ bột thô khá ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ua ta mạng ghê na quanh đê hăng thầm anh cha du vi thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sơ thầm mô khá ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thầm anh cha du vi thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sơ thầm mô thầm ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ
con xin sám hối con sai rồi. Làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa quỳ thó ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô ca ma tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Suvantalato sukto guruno bodhasa sane rogo sukhito isaha sabbe nyati pisa antalatam sukhita guruna bodhasa sane roga sukhita ho isaha sabbe nyati pite antalatha sukhita guruna bodhasa sane roga sukhita ho isaha sabbe ê nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xá thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, ao nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng. Mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh phải oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha chapumatha đệ qua naga mahitika bun nhân no anumodan tikirang rakhan tu sa sa năng. Akasatha chapumatha đệ qua naga mahitika bun nhân no anumodan tikirang rakhan tu no garu akasatha cha pumatha devanaga mahetika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu no garu akasatha cha pumatha devanaga mahetika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu nya ta yo akasatha cha pumatha devanaga mahetika bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc hành tu ba ni nô akasatha đệ vanaga mahetika bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc hành tu nô sa đa chữ thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều động vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh đến với tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gô Tát Ma tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài
Quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Dạ con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ con xin hành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Thi Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Dạ, con hôm nay bị phân tâm nhiều quá, con có nhiều sai trái, con xin một lần nữa sám hối với Tam Bảo và sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá và Nhược Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh. Mến chào Thanh Thủy, mến chào Nguyên Như, kính chào Sanh Tát Rá, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Huynh Chánh Tâm, mến chào Thi Lâm, kính chào chị Metta, mến chào Trang Thư, kính chào Hiển Mộng, mến chào Sích Trần Đạo. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và kính mời Huynh Kinh có thể đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Và Nam Mô Bụt Tha Giá và kính mời Huynh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Trong Rung. Xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học bài về 21 cảnh. Chương trình hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta đọc Pali. Bài học chính là một câu trong 38 pháp hạnh phúc. Phần thứ hai là học bài, là coi như là chúng ta có hai phần như vậy, không có phần thứ ba. Rồi xin để bắt đầu chương trình, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadayami Svakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatibanno Phagavato Savakasangho Sankang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Ayanuttamang Aphiwadiyafasisang Aphithammatasangang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng thanh cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệt pháp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô. Bỏ cái bài Bali cũ nha, Sư Tiền Quỳnh, rồi bỏ theo đi lưu chung với bài 38 Pháp Hạnh Phúc luôn. Có một câu thôi, một cái phần mấy câu nhỏ mấy thôi. Mời quý vị quan hỷ cùng nhau đọc ha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Buddhaya Namo Thammaya Namo Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin đọc bài trước. A lâm bá na sang gá hồ toát yếu về đối cảnh. A lâm bá na sang gá hề. A lâm bá na ní ngà má ru ba răng má năng sát tha râm má năng ganh tha râm má năng rát xa râm má năng phốt thập ba râm má năng thăm ma răng má năng cha tí chấp bí tha ní phá hoàn tí.
Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa mê quá rūpa râm ma năng tattha saddha dayo saddha râm ma na di ni tham ma râm ma râm ma răng ma năng. Con xin đọc lại: tham ma râm ma năng bá ná bát xa đá xú khú má rù bá chích tá chê tá xí cá níp bà ná banh nhắc tí quá xề ná chát thà săn gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát tha chắc khú đoà rí ca chích ta năng bê sam bi ru bằng ê quá a ram ma năng tanh chá bắt chúp ban năng ê quá ta tha xê ta đoa rí ca chích ta đi năng bí sát đa đi ní ta ní chá bắt chúp ban na ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà riết cách chích ta năng, bá na chấp bí thăng. Bí bắt chúp ban năng á tì tăng á nà gát tăng cà lá quý mút tành chá giá thà rá hằng a lầm bá năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa rá quý mút ta nành chá bá ná bá tí sành thí phá hoàng gá chú tí săn khà ta năng chấp bí thăng bí giá tha xâm nhảy hoài. Dạ con đọc lại đi. Nhảy tới nhảy lui hoài. Đòa rá quý mút ta nành chá bá ná bá tí xâm thí phá hoàng gá chú tí xăng khà tà năng chấp bí thăng bí giá tha xâm phá hoàng dê phì dê ná phá hoành tá rề chá đòa ra nữa. Dạ sao nhảy hoài vậy? Dạ con đọc tiếp: chá đòa ra gá hí tăng bắt chúp bành năng á tì tăng bành nhát tí phù tăng qua cấm măng cầm man ni mít tăng gá tí ni mít tá sầm má tăng
a lầm bá năng hồ tí. Dạ, con không còn thấy gì nữa. Vậy con đọc tới đâu? Dạ, thôi con xin đọc tiếp. Dạ, con kéo lên. Đối với tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Con đọc tiếp. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp. Biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Vậy con đọc tiếp. Tê số chắc khú huynh nhà na đi ní giá thà cá măng ru ba đi ê kê ca lâm bá na nê quá nô thà tút tí căng bá na ru ba đi bành cha lâm bá năng xê xà ní ca mà quá chá rá quý bà cà ní há sa ná chích thành chà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá rà lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, câu 38 pháp hạnh phúc. A se wa na cha ba la nang bành đi ta nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya năng ê tăng măng ga la mút ta măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ ngưỡng lễ là phúc lành cao thượng. Not at so see thing with food at so. Dạ, dạ thôi con không đọc tiếng Anh nữa mà. Chắc con đọc trật. Dạ thôi vậy con xin hết. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính lãnh lễ thượng tọa thứ đức, kính chào thầy kinh, kính chào anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Nhất Ta cho biết kính hiểu nghe rõ. Con xin lỗi đọc bài ạ. A lâm bá ná sằng giá hồ, có kiến về đối tượng cảnh. A lâm bá ná sằng giá hề, a lâm bá na ní nà má rù ba rằng má năng sát thà rầm má năng dần thà rầm má năng rá xà rầm má năng phốt
ta tập bà ram ma năng tham ma năng ma năng cha tí chấp bí tha ni ba hoàng tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá rô bá mê quá rô bà rầm ma năng tát thà sát đà đa dô sắp đà rầm ma na đi ní thầm mà rầm ma năng ba ná ba xà đá su khu ma rù bá chích tá chê tá xí cá nghiếp bà ná bành nhã tí quá xề ná chấp thà sằng gầy hằng tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thấy ấy. Âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá chắc khú đo rí cá chít tà năng sắp bề sầm bí đù bằng ề quá a rầm ma năng tăng chá bất chấp bàn năng ề quá tát thá sô tá đo rí cá chít tà đi năng bí sát đà đi lý tà lý chá bất bành nhà ní về quá. Tất cả những loại nhận thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhận thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đo ri cá chích tà năng ba na chát bi thằng bi bắc chúc bàn năng á tì tăng a na gá tăng cà lá vi mút tăng chá giá thà ra hằng a lầm ba năng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tượng, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đò ra ví mút tà năng, chá bá ná, bá phí sằng thí, bá hoàng gá, cú tí, sằng kha tà năng, chá bí thằng bí, chá tha sằng bá hoàng, về bù chề ná ba quần ta rề chát đòa ra gá hí tăng bắt chúc bàn nằng á tì tăng bành nhát tí bù tăng qua cầm măng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tát sầm má tăng à lầm ba nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh.
tề số chắc khú vi nhà nà đi mi giá thạ giá thắt ca mằng hù bà đi ê kề cà lầm bá nà nề quá ma nô thà tú thà tút thi cầm bá ná hù bà đi bằng chà lầm bá nằng xê xà ní ca mà quá chá ráo ví bà cà ní hát xa ná chít tăng chà tí sắc bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này nhãn thức ưng tùy trường hợp có một đối tượng tương ưng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Tám pháp hạnh phúc Ase Vana Cha Ba La Nang Cha Ba La Nang Phần Đi Ta Nang Cha Se Vana Bu Cha Cha Bu Cha Ni Ya Nang E Tăng Măng Ga La Mút Ta Măng. Không giữa kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Đã hết bài ha. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Tha nha. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Đi, con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ kính chào thầy kinh. Dạ con xin lên đọc bài ạ. Nhỏ quá Nguyên Trang ơi. Rồi lớn chưa? Lớn chưa, lớn chưa? La lên. Dạ con xin đọc bài. Dạ chắc nghe rõ rồi phải đúng không ạ? Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh post bài ạ. A lầm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. A lầm ba na sằng ga hề, a lầm ba na ni na ma ru ba rằng ma nằng sát đà rầm ma nằng gần thà rầm ma nằng ra xà rầm ma nằng phốt thát tà rầm ma nằng thầm mà rầm ma nằng chà tí chấp bi thà ni pa hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa me va rūpa rammā tattha saddhā dayo saddhā rammanā dīni dhammā rammanaṃ panapassā da sukhumā rūpa cittā cetasika nibbāna paññatti vasena cattha saṅgaihānti
Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của mũi, của ngũ quan. Năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thát chắc khu đoà, rikatit tà năng, sắp bề sầm vi rù bằng, ê quá à rầm má năng, tành chắc chúc, tành tành chắc bách chúc, bàn năng, ê quá tát hà, sô tát đoà, rít tà đi năng, bí sát, thà đi tí tà ni cha bách chúc bành nà ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rikachitta năng bana chấp bi thầm bi bách chấp bằng năng a tì năng a nà gá tăng cà la vi mút tăng cha gia thà ra hằng a lầm ba nằng, hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không thuộc thời gian nào. Đòa ra quý mút tà nành cha ba nắp bát tí sằng thi phá hoành ga chú tí sằng khà tà năng chấp bi thầm bi gia thà sầm phá quần về phiêu về đá phá quần ta rề cha đòa ra ga hết cha đòa ra ga hi tằng bắt chấp bành năng a tì tằng bành nhắc tí phù tầng hòa cần hòa cầm măng cầm mani mít tầng gát tí ni mít ta sầm ba tầng à lầm ban na hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huỳnh nhà nà đi ni, gia thắc ca măng, ru ba. Ồ, cái chữ này, chú ơi, con cái chữ mà ru ba, i e hả chú? Cái chỗ này con không biết đọc nè, cái chữ đọc là đi đọc là dung hả? Rupa dung đúng. Da là đúng hả chú? Bóp tay đọc lại. Dạ con xin đọc lại. Rupa da ke ka lam ba na ne wa mano tha tuất tiết cần
panaru pa di pancha lam panang se sa nikamma vachara vibhaka ni hasana chittan jati sappatha bi kama vat kama vachara lam banane wa. Rồi đọc cái này xong chắc chịu, chắc đỡ luôn. Trong những loại tâm này nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, như ba phần tâm ý giới có năm đối tượng, như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng toàn không thuộc dục giới. 38 pháp hạnh phúc. Asewana chala chabala nang bandita nang chasewana puja chapuja niya nang e tang mang galamut tamang. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong. Úi trời ơi, dạ con xin xuống hết rồi. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được con không ạ? À? Dạ sa thú Nguyên Trang. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Metta, dạ cô chị Nhung. À, không biết hôm nay con download cái màn hình mới á, mình mà cô Nhật Quỳnh Boss á, con thấy Nguyên Trang đọc xong rồi mà bên con vẫn chưa có cái gì hết luôn. Chắc nó bị chậm á. Xin đạo tràng quan hỷ ạ. À. À lầm bá ná sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh. À lầm bá ná sằng gá hề, à lầm bá nà ní nà má rù bà rằng, má nàng xà rầm má nàng, gành thà rầm má nàng, rá xà rầm má nàng, phớt thấp bà rầm má nàng, thầm mà rầm má nàng, chà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta thà rù bá mề quá rù bà rầm má nằng, ta thà sách đà đá dồ, sách đà rầm má nà đì ní, thầm mà rầm má nằng bá ná bá xà đá, su khu má rù bá, chít tá, chê tá xí cá, ní bà ná, bà ná tí quá xê ná, chắc thà, sằng gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy cảm của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế. Tát tha chắc khu đòa, rí cá chích tà nằng, sắp bề sầm bí rù bằng, ê, quá à rầm má nằng, tành chá bách
chúc bành năng ê quá. Ta thà sót ta đòa rí ca chít ta đi năng bí sách trà đi ní tà ní chá bách chúc bành nhà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí ca chít tà nàng bá ná chấp bí thằng bí bách chúc bành nàng á tì tàng á nà gá tàng cà lá quý mút tành chá giá thà rá hằng à lầm bá nàng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai mà không tùy thuộc về thời gian. Đoà ra quý mút tà nành chá bá ná bá tích sành thí phá quằn gá. Chú tí sằng khà tà nàng chấp bí thằng bí giá thà sầm phá hoàng dề phùy dề ná phá gá hoành tá rề chách đòa gá rá hí tằng bách chúc bành nàng á tì tằng bành nách tí phù tằng. Hòa cầm măng cầm má ní mít tằng gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm, không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp. Biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề xứ chắc khu huỳnh nhà nà đi ní giá thắc cà nằng ru bà đi ê kề cà lầm bá nà nề quá má nô thà tuýt tí cằn bá ná ru bà đi bành trà lầm bá nằng xề xà ní cá mà quá chá rá quý bà cà ní há xá ná chích tăng chà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc về dục giới. Bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. A xê quá nà chá bà là nằng bành đí tà nành chá xê quá nà bù chà chá bù chá nì già nằng ê tăng măng gá lá mút tá măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhục kinh kính chào đạo tràng. Dạ. Kim Nhung nè. Thanh Thủy nè. Còn ai nữa quý vị? Xin mời bàn tay quý vị. Dạ. Được không chị Metta? Nhục kinh bớt bài có bị trở ngại gì thì xin đạo tràng hoan hỷ cho biết nha. Tại vì Nhục Quỳnh không có dám bóp điền điền, sợ bóp điền điền thì nó chạy lên thì quý vị lại khôi, lại đọc không được. Giống như nãy chị Metta bị mấy cú chát là coi như bài chị chạy mất. Nhục Quỳnh phải canh, quý vị vừa dứt là Nhục Quỳnh mới dám bóp. Mà nếu mà có cái gì mà quý vị đọc không được gì thì cứ cho Nhục Quỳnh biết, thì Nhục Quỳnh có thể bóp nhanh hơn cũng được, không có sao hết. Rồi mời Kim Nhung nha. À làm ba na sằng ga hồ. Ồ, con xin lỗi. Dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Thầy Kinh. Con xin chào chị Nhật Huỳnh, chị Metta cùng các anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc ạ. À làm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh. À làm ba na sằng ga hề. A lầm ba na ni na ma ru ba rằng ma nằng sát đà rằm ma nằng gàn thà rằm ma nằng ra xà rằm ma nằng phốt tháp bà ma nằng thầm mà rằm ma nằng chà ti cháp bi thà ni pha hoàn ti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại. Đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mề wa rù bà rằng ma nằng ta thà sát đà đa dồ sát đà rằm ma nà đì ní thầm mà rằm ma nằng Pana pasada sukumaru pa citta cetasika nibbana banyatiwase nacat tha sanggay hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6. Đó là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Ta tha khu đùa ri cách chi tà nằng, sắp bề sàm bí rù bằng, ề quá à rằm ma nằng, tành chách bách chúc bàn nằm, ề quá. Ta thả sổ ta đùa, Rikachita di nam bi sát đà di ni ta ni cha bách chúc bàn nà ni dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa ri cách chi tà nằng ba na cháp bi thầm bi bách chúc bàn nam tì tằng a nà ga tằng cà la quy mu tành cha gia thà ra hàm à làm ba nằng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quy mút tà nành cha ba na ba ti sẵn ti pha qua pha hoàn ga chút ti sẵn khà tà nàng cha bi thầm bi gia thà sầm pha hoàn dề phi dề na pha hoàn ta rề cha đoà ra ga hi tằng bách chúc bàn nàng A tì tằng
bình nhất ti phù tầng hòa cầm mằng cầm mani mi tầng gati ni mi ta sầm ma tầng à làm ba nàng hồ tị. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quỳnh nhà nà đề ni gia thà ca mằng rù bà đi ề kề ca lầm cà lầm ba nà nề quá ma nồ thà tu ti ca ba na rù bà đi bành trà lầm ba nàng xề xà ni ca mà quá cha quy bà cà ni ha sa na chi tành trà ti sáp ba thà bì bi cà mà quá cha ra làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn dục giới. Bàn đi tành nành cha xề qua nà bù trà cha bù cha nì già nàng ê tằng mằng ga la mô ta mằng không gần gũi kẻ ác thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Dạ con đọc mà con cứng hết cả người ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh ạ. Xin cảm ơn mọi người đã nghe ạ. Con xin xuống mic ạ. À, dạ, dạ cô Tị Duyên Nhật Quỳnh. Kính lễ cô Tị Duyên như vào đạo tràng. Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, Châu Nguyễn ơi, có đọc bài không? Thanh Thủy ơi, có đọc bài không? Dạ, cô Tị Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Thì xin đưa bàn tay, à quên, cho Nhật Quỳnh tín hiệu thì Nhật Quỳnh xin nhường mic. Và sẵn Nhật Quỳnh cầm mic Nhật Quỳnh. Xin hỏi Châu Nguyễn một câu ngang. Châu Nguyễn ơi, gì của Châu Nguyễn như thế nào rồi, có ổn không Châu Nguyễn? À, cho Nhật Quỳnh chia sẻ một chút ngang. Dạ, giờ mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, kính thành khai kinh. Dạ, tập bài hãy nhập vấn chào tất cả quý tiền nam tín nữ. Dạ, âm thanh tự nhiên nghe được phải không nhập vấn? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, Trần Đạo, à, cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, bây giờ xin đọc bài. À lâm ánh ná sân gá hồ thiếu tót yếu về cảnh. À lâm ánh ná sân
sang ga he a lam ban lam ban na ni lam ban na ni na mat ku ba ram manang sat tha ram manang gan tha ram manang ra sa ram manang phot phot tha ba ram manang tham ma ram manang thì nhìn cái này nó sao nhà xin giám hộ đạo tràng cha tí chắc đi than ni pháp quan tí trong tấm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tát ru ba mê quát ru ba ram ma năng đa yết đa yô đa yô sát than ram ini tham ma ram ma năng bản nắp bát xa đã suku maku bát chít ta chê ta xích ca nếp bản ná nhạc bản nhá tí vất xê ná chắc thả sang cây hẳn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế tâm, tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Tha chắc khu đoà di cách chích tàn năng sắp bê sang bí ru bằng ê quá a râm mê năng tành đá bắt chích ân năng ê quá tát thà sô tát đoà di cách chích tà tì nạ đi năng bí sát đà đi ní ta đi nhẹ ta ni chát bắt chụp ảnh là ni e sầu ni về quá hết hả Nhật Quỳnh. Tất cả những loại nhận thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí kích chít tà năng bánh đá chắc bí thầm bí chất bát chấp ân năng ati tầng anna gác tầng cà lá quý mô tành chá giá thà cái hằng à làm bát năng hồ tí, nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh và ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà rá quý mô tà nành cho bát nã bá tí sang thí pha quần gá chú tí sang kha tà năng chắc bí thầm bí chắc bí thầm bí giác tha sâm pha quần dê phây ná pha quần tát rê chắc đòa ra gá hít tăng bát
chúc bàn năng át tì tăng bàn nhá tí phù tăng qua cầm măng cầm cầm mắt cầm mắt ni mít tăng gatin nipita đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, sự tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quỳnh nhà nạ Vinh nhà nà đi ni giác tha. Ni giác tha. Cám măng. Rù bà đệ kê ca lâm bà nào nề quả. Mà nô thà tu thi cầm bà nát. Bà nát rù bà. Đi bành cha lầm bá năng xê xa ni ca ma quá cha ra vư bà ca ni hát sa na tành cha tí sa bá thà bí ca ma quá chát ra. Tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thân hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng đối hình, có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Pháp hạnh phúc Acewana Chapala Nang hai Bành Đi Tàn Nang Chasewana Bà Bù Cha Chapu Chineya Nang E Tâm Măng Galamut Tâm Măng không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Hết biết. Dạ, tự nhiên đọc rồi. Và tiếng Anh là tự nhiên một. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Cảm ơn Đạo Tràng, tại vì chữ nó nhỏ quá cho nên là tự nhiên mới chánh điện ra thấy không có rõ. Dạ, xin Đạo Tràng quan hỷ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Đại Sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Trần Đạo, cô Tuệ Duyên, Thích Nguyên Trang, cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ xin cảm ơn cô Kim Nhung ạ. Dạ lời đầu tiên con xin cảm ơn cô con xin cảm Sư Trí Đức, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh và tất cả cô chú anh chị trong đạo tràng hôm qua đã sư đã đọc kinh và chí phước đến cho dì con ạ. Dạ con kính tri ân rất là nhiều ạ. Dạ con xin phép được đọc bài để không có làm mất thời gian của lớp. Dạ cô Nhật Huỳnh ơi, con có thể kéo bài con đọc nên cô khỏi mắc công boss bài, con thấy hồi nãy giờ cô boss cực quá cô. Để con có thể con kéo con đọc bài được cô. Dạ con cảm ơn ạ. À làm ba na sàng gã hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh.
A lam ba na sang ga he. A lam ba na ni na ma ru pa ram ma nang. Sat da ram ma nang. Gan tha ram ma nang. Rát xà ràm ma năng, phót thắp bà ràm ma năng, thầm mà ràm ma năng, chà tí chấp phí, thà ní pháo hoành tí. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa me va rūpa rammanang Tattha saddha dayo saddha rammana dini Thamma rammanang panapasada Sukhuma rūpa citta cetasika nibbana Banyapti vasena chattha sangay hanti. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc thế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá chắc khu đòa rí ca chít tà năng sách bề, sàm bí rù bằng ê quá à ràm má năng. Tàn cha bắc chúp bàn năng ê quá. Tát hà sô tát đòa rí ca chít tà. Đi năng bí sắc đà đi ní. Tà ní cha bắc chúp bàn nà ní dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí ca chít tà năng pa na chấp phi thầm pi bắc chúp bành năng á tì tăng á nà gá tăng ca la quý mút tành cha giá thà ra hằng à làm pa năng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quý mút tà nằn cha pa na pa tí sàn thí pa hoàn gá chú tí sàn khà tà nằn chấp bí thần bí giác thà sàm pa hoàn dề phùy dề nắp pa hoàn tá rề chát đoà ra gá hí tàn bắc chúc bàn nằn á tì tàn bằng nhắc tí phù tăng và cầm măng cầm má ni mít tăng do tí ni mít tá sầm má tăng à làm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống, tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tề su chắc khu huynh nhà nà đi ní nhất thắc ca măng, rù bà đi ê kê ca làm ba nà nê quá, má nốt thà tốt. Tí càng pa na ru pa di bành cha làm pa năng Sê sa ni ca ma wa cha ri Sê sa ni ca ma wa cha ra vi pa ca ni Hát sa na chít tàn cha tí Sáp pa tha pi ca ma wa cha ra làm pa na nê quá. Trong những loại tâm này, nhận thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, nhưng 3 thành phần tâm, ý giới, có 5 đối tượng như hình sắc, vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới.
38 pháp hạnh phúc. Ase quá nè cha bà là nàng bà thành đít tàn cha dễ quá nè bù trà cha bù trà nì già nàng ê tàng măng gà la mút ta măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc ạ. Alam Banasangho. Alam Banasangho. Tốt yếu về đối tượng cảnh. Alam Banasangho. Alam Pana Mina Marupa Rang Manang Đà na ram manang gantha ram manang rasa ram manang potthabba ram manang thamma ram manang chati chap vitha nipawanti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru pa me va ru pa ram ma nang tát tha sát ra gia đô đa vô tát tha sát Da da yo sát da ram mana di mi tham ma ram manang bana pasa da suk bana pasa da suk khum da suk khum ma ru pa chitta te ta sik ka nip ba na pan nhat ti pa se na chat tha sằng gây hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cũng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân. Đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế âm tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Tất thất chất khu đoà rí ca chít ta năng sắp đề xăm tí ru bằng ê quá a râm mái năng tành chắc tắt chút tành năng ê quá ta tha sô ta đoà rí ca chít ta tì năng bí sắc đà đi ni ta ni cha bắt chút bằng nà ni về quá. Với tất cả những loại nhận thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra ở trong hiện tại. Chỉ xảy ra trong hiện tại, thế ấy âm thanh vân vân đối với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoa rikachita nang pana chap bi tham bi pachup pan nang ati tang anagatang kalawi mutan yajatha raham alam
ban năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoa Ravimutta nan chapana pati san thi pawan gat kuti san kha ta nan chap vi tham vi gat tha pawan ye phi ye na pawan ta re ca đoa ra ra hi tăng tắc chức bàn năng ác tì tăng bàn nhất tiếp phu tăng qua cầm măng cầm man ni mít tăng giác tì ni mít ca sầm mắt tăng à lâm bàn năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn nguồn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này bám vào xuyên qua sáu căn nguồn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu vinh nhà đà đi ni giác tha. Tề su chắc vinh nhà đà đi giác tha. Cầm cái chữ này ngộ ha, một hơi nữa quên nói cho chị biết cái chỗ này ha, giác tha hay giác thắt ha, không sao ngộ. Thắt cam năng rupa di e đề ca lâm a na nề quá man nô tha ti cầm panarupa ti pan cha lâm ban năng se sa nikatma vachara vipaka nihasana chit tan cha ti sap atha ti cầm vachara làm na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thanh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm thế giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Ba mươi tám pháp hạnh phúc. Ase wana chapa la nang pandita nang chase wana pucha chapu taniya nang e tang mang galamu tamang. Không cần gụ trẻ, không cần bậc trí hiền, cảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, higher happiness. Dạ, thầy đã trả bài. Kính cảm ơn đạo tràng. Kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh ha. Phó tài giỏi quá. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Kính cảm ơn đạo tràng. Chuyển mất cả đạo tràng. Nam Mô Bích Tha, dạ. Xin lỗi Thanh Thủy nha. Nhật Quỳnh có công việc ở ngoài hơi bị phân tâm. Bất
câu sau cùng là bị chậm. Thanh Thị quan hệ cho Nhật Quỳnh. Dạ, Quỳnh Chánh Tâm có lên đọc bài không? Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh Chánh Tâm có đọc bài không? Thiên Vũ có đọc bài không? Còn vị nào đọc bài nữa thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, Quỳnh Kinh có trước máy không cho Nhật Quỳnh hỏi? Dạ, Quỳnh Chánh Tâm không ha. Cho Nga đọc bài tới mấy giờ Quỳnh ơi? Dạ, Nhật Quỳnh có thể đọc được không? Hay là tới giờ Quỳnh giảng bài? Dạ, mời Quỳnh Nga. Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sàng Hà. Dạ, xa thứ. Lúc này ai đọc cũng giỏi ha, đọc rất là ngon lành. Đấy, cô Nhật Quỳnh có đọc không ha? Cô Nhật Quỳnh đọc thì lên đọc nha. Đọc không? Mời cô giơ cái mặt tay xinh đẹp của bạn coi. Rồi, Tràng, cảm ơn Quỳnh. Nhật Quỳnh quen rồi. Dạ, cứ bớt bài thôi rồi. Còn giờ thì đọc mà không hết giờ thì thôi. Vẫn hoan hỷ, không có gì hết đó Quỳnh. Không có gì hết. Bên Đạo Tràng mà Pháp Cú Kinh chuyên đề cũng vậy. Thì sư mời thì đưa tay rôm rã lắm. Nhưng mà rồi có bàn tay nhiều rồi Nhật Quỳnh thả xuống. Dạ, nên không có vậy mà tại vì bên đó có giờ rõ ràng, hay 7 giờ là tới giờ sư lên giảng rồi. Để mình thấy đồng hồ 7 giờ thì mình không đọc nữa, mình nên thỉnh pháp sư. Dạ, không có gì hết. Dạ, thôi giờ Nhật Quỳnh xin đọc ạ. A lam bana sang ga ho, tất yếu về đối tượng cảnh. A lam bana sang ga he, a lam bana ni. Na ma ru va rang ma nang sa đà ram ma năng gan tha ram ma năng ra sa ram ma năng phật thập ba ram ma năng tham ma răng ma năng cha ti cha bi tha ni phật quan ti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta tha rù ba mê qua rù ba râm ma năng. Ta tha sát đà đa dơ sát đà râm ma na đi ni. Tham ma râm năng ma na ba sa đá. Su khu ma rù ba chít ta chê ta si ca. Chít ba na gây hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc, thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Ta tha chát khúc đò ri ca chít ta năng sập bệ sam bi rù văn ê quá a râm ma năng tam cha bát chấp bành năng ê quá ta tha sô tát đò ri ca chít ta đi năng bi sát đà đi ni bành ni cha bát chấp bành na ni dê quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Manot đò đi ca chích tạng bá na chát bi thăng, y bát chích bành na á tì tăng á na ga tăng ca la quý mút tăng, cha dạ thà ra hằng á lầm bá năng hồ tích. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đó ra quy mút tà nằn cha ba na ba ti sanh thi phá hoàn gắt chú ti sanh kha tà năng chạch bi thăng bi giá thà
sam pha quan về phi về na pha quan ta rê chặt to chặt đò ta gai tăng bát chụp bàn năng á tê tăng bát tăng quả cầm măng cầm mani mít tăng cái tim mít ta sam mặt tăng á lâm ba năm hồ tịch. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Để coi này, chúng mình nghe Thanh Thủy hỏi chữ nào. Dạ, để Nhật Quỳnh đọc tới đó rồi. Nhật Quỳnh nói Thanh Thủy ha. Theo lời dạy của Ngài Trí Đức. Tê su chát khu quỳnh nhà nà đi ni gia thát. À đúng rồi. Chữ thát này nè. Nghe được âm thanh Nhật Quỳnh ơi, còn không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Rồi, đi ngủ rồi phải không? Dạ, không biết Thanh Thủ đi, chắc Thanh Thủy đi ngủ rồi. Tại vì Thanh Thủy hồi nãy cái chữ này nè. Dạ, nghe xin, đúng rồi. Chữ, chữ nó là trường âm thông thường nhưng mà nó có chữ ca kế bên đó. Thì Ngài Trí Đức nói là mình đọc theo trường âm nhấn đó Thanh Thủy. Tê sứ chát cứ quỳnh nhà nà đi ni giạt thát ca măng ru ba đi ê kệ ca lâm ba nà nê quá ma nô thà tút ti căng ba nà ru ba đi bành chà lâm ba năng sệ xa đi ca ma qua ra quý ba ca ni ha sa na chít tành chà ti sắp ba thà bi ca ma qua cha ra lâm ba na nề quá. Trong những loại tâm này, nhận thức vân vân, tùy được có một đối tượng tương ưng duy nhất hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiểu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. 38 pháp hạnh phúc. Pháp thứ nhất. A sê quá na cha bà la năng bạn đi tà năng cha sê quá na bù cha bù gia ni dạ năng ệ tăng măng cha la mốt ta măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận mật trí hiền, đảnh người lễ phúc lành cao thượng. Dạ, Nhật Quỳnh xin chấm dứt. Nhật Quỳnh chỉ biết chữ anh, chữ em không biết chữ anh. Kính mong Quỳnh Kinh và Đạo Tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, còn vị nào chưa có đưa cái bàn tay lên thì kính mời. Còn nếu không có tín hiệu thì Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính mời thỉnh Quỳnh. Dạ, là chương trình học ngày hôm. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, kính mời Quỳnh. Xà thứ, hôm nay chúng ta đọc bài thứ nhất là rất là tuyệt vời ha. Ngày hơi dài chút, hơi chiếm thời gian chút xíu. Hôm nay có thể là mình học ít lại chút xíu ha, để cho quý vị quan hỷ được đọc và ly. Rồi, thì giờ trước trong cái mùa dịch này thì tất cả chúng ta bị ở nhà bị nhốt ở nhà, nhưng mà đây cũng là nói về cái mặt tiêu cực thì rất là buồn, nhưng mà nói về mặt tích cực thì chúng ta may mắn là mình còn có pháp, thì ở nhà chúng ta có cơ hội học pháp, hành thiền, vô room học đạo này kia, đó là cũng là cái phước báo mà chúng ta có thể tích lũy ngay trong những cái thời gian này. Còn những người nào mà muốn làm giàu thì cứ đi làm. Làm giàu không sợ chết thì cứ đi làm. Rồi.
từ gì thì rồi mà là mình học từ cảnh từ nhóm nhóm một nhóm A từ 1 tới 7 ha. Hôm nay mình học nhóm B từ 8 tới 9, học hai cái là 8 tới 9. Ai làm work bài theo mà alo. Alo. B từ 8 tới 9 rồi. Xuống dòng là số 8. Số 8 cảnh chân đế. Số 8 là cảnh chân đế. Rồi. Số 8 cảnh chân đế. Paramattasaccha aramana cảnh chân đế ha. Rồi chi pháp chấm tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Chi pháp tâm sở sắc pháp niết bàn thì chúng ta học bản nêu chi pháp mình chia ra pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế mình chia ra mình sẽ thấy là có tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, thì những pháp đó là đối tượng thuộc về cảnh, thuộc về cảnh chân đế. Đó là phải nắm được cái này ha. Chân đế gọi tục đế là phần chúng ta học trên bản nêu mình thấy một hàng dọc hàng ngang phía dưới đó, 13 pháp phía dưới đó, còn trên còn lại hết là cảnh chân đế là Paramattasaccha aramana. Rồi trong cái cảnh chân đế này nó có những cái loại tâm mà bắt được cảnh đó một cách nhất định thì mình ghi là bắt cảnh nhất định hai chấm, có 71 tâm bắt cảnh nhất định, có 71 tâm mở ngoặc. Hoặc 17 tâm vô nhân trừ kháng y môn cộng 8 tâm quả dục giới cộng 8 tâm quả thiện, rõ ràng cộng 8 tâm quả thiện dục giới cộng 3 thức vô biên xứ, cộng 3 thức vô biên xứ, cộng 3 phi tưởng xứ, cộng 40 siêu thế, cộng 3 thức vô biên xứ, cộng 3 phi tưởng xứ, cộng 40 tâm siêu thế. Đúng không? Rồi, tức là mình cộng lại 17 tâm vô nhân cộng 8 tâm quả thiện dụng giới cộng 3 tâm thức vô biên xứ cộng 3 phi tưởng xứ cộng 40 siêu thế bằng 71 tâm biết cảnh chân đế một cách nhất định. Tức là nó biết nhất định là nó biết được chỉ một cảnh đó thôi, biết được cảnh chân đế. Rồi bây giờ mình xuống mình mới phân ra nè, mình mới phân tích ra trong dòng 17 tâm vô nhân hai chấm, 17 tâm vô nhân hai chấm, rồi trong dòng 17 tâm vô nhân hai chấm ha. Ngũ song thức thì vì ngũ song thức là biết được cảnh gì quý vị? Ngũ song thức biết được năm cảnh, tức là một trong năm cảnh ha. Tức là ngũ song thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là ngũ song thức ha. Mỗi cái là một đôi ha, là bất thiện với thiện, đây kêu là ngũ song thức biết được một trong năm cảnh. Mình ghi ngũ song biết được một trong năm cảnh
thuộc chân đế. Ngũ song thức biết được một trong năm cảnh thuộc chân đế. Thuộc chân đế. À, tức là ví dụ như nhãn thức thì nó biết được cảnh sắc, nhĩ thức biết được cảnh thinh, tỷ thức biết được cảnh khí, thiệt thức biết được cảnh vị, thân thức biết được cảnh xúc. Thì như vậy tại sao năm cái thức này nó biết được năm cảnh này mà nó thuộc về chân đế? Theo quý vị nó như thế nào? Tại gọi là chân đế. Ngài biết không? Tại sao nó chỉ biết được cảnh chân đế mà nó không biết cảnh thực đế? Alo, im luôn đây. Thấy đúng vậy là thấy đúng gì? Thấy đúng như vậy là thấy cái gì? Phải vậy cũng không phải vậy. Bây giờ thì như nhãn thức nó biết được cảnh sắc, nhĩ thức biết cảnh thinh, tỷ thức biết được cảnh khí, thiệt thức biết được cảnh vị, thân thức biết được cảnh xúc. Thì năm này nó thuộc về pháp gì, thuộc về gì quý vị? Năm cái pháp này thuộc về sắc quẩn, nó nằm trong cái nhóm sắc là sắc cảnh sắc đó. Thì sắc cảnh sắc này nó nằm trong 28 sắc pháp, thì nó thuộc về chân đế. Thì năm cái thức này nó chỉ biết được một trong năm cảnh này thôi, tức là năm cái thức biết năm cảnh, mà năm cái cảnh này thuộc về pháp chân đế. Thành ra năm cái thức này nó chỉ biết được cái pháp chân đế chứ nó không biết được pháp thực đế, đúng chưa? Nắm được chưa? Alo, cô Nhật Quỳnh đóng tay rồi. Cô Nhật Quỳnh nắm được chưa? Té à? Té như không rồi. Cô Bích Ta nắm được không? Cô Bích Ta ơi, rồi quý vị Trần Xích, Trần Đạo, vân 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 vân, có ai nắm được không? Rồi chặn lại không? Bây giờ năm thức rồi nè, tức là ngũ song thức. Ngũ song thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biết được năm cảnh: cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì năm cái thức này biết được năm cái cảnh này thuộc về sắc pháp, mà sắc pháp thì nằm trong phần thuộc về chân đế, đúng không? Tất cả là pháp được chia làm hai: pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp rồi sắc pháp và danh pháp, thì sắc pháp và danh pháp thuộc về chân đế. Thì năm thức này biết năm cái cảnh đó, thì thuộc về cảnh thuộc về chân đế. Bây giờ nắm được không? Tức là nó không có biết cảnh tục đế mà nó chỉ biết cảnh chân đế thôi, và ta cho nên gọi là biết cảnh nhất định. Nắm được không? Nắm được cho lên nhiều đi nhưng thôi trên quốc này không được ha, dễ ủi ha, có gì đâu khó đâu. Rồi Nguyên Trang biết không sao im ru rồi, quý vị nào biết không, chánh tâm hiểu không, toàn thể quý vị hiểu không, cho biết nha, để thôi để đi qua nữa rồi thôi hỏi lại không biết gì hết. Rồi ok ha, qua được ha, qua được rồi. 17 tâm yêu nhân thì thứ nhất là mình lấy ngũ song thức là 10 rồi ha. Rồi tiếp theo là kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn biết được năm cảnh. Kháng ngũ môn, kháng mà kháng ngũ môn ha, biết được năm cảnh. Kháng ngũ môn biết được năm cảnh thuộc chân đế luôn. Thuộc chân đế.
kháng ngũ môn, biết được năm cảnh thuộc chân đế luôn ha. Tức là tâm kháng ngũ môn á, mà nó nằm trong nhóm tâm vô nhân đó, là tâm khám ngũ môn thuộc về là cái tâm mà nó làm việc để nó bắt được, nó hướng về một trong năm cảnh, tức là kháng ngũ môn đối 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 cảnh là năm cảnh, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì khi mà cảnh sắc nó lớn thì tâm kháng ngũ môn này nó sanh lên, nó bắt cái cảnh đó. À, thì nó cũng thuộc về cảnh sắc, thuộc về chân đế. Khi mà cảnh thinh nó đến thì cái tâm kháng ngũ môn này nó cũng bắt cảnh thinh, nó thuộc về chân đế. À, cảnh khí, cảnh biển xuống vậy. Thì như vậy cái tâm kháng ngũ môn này một mình nó có bắt được cả năm cảnh luôn. Cảnh nào sanh lên nó cũng bắt được. À, được cả năm cảnh à, thuộc về chân đế. Rồi, nắm được không? Nắm được không? Alo, cho biết đây. Rồi ha, giờ xong rồi ha. Rồi 10. Rồi nếu mà cái này kháng ngũ môn mình biết được thì giờ hai tiếp thâu, rồi hai quan sát, ba quan sát thì cũng vậy thôi ha, nó cũng biết được những cảnh theo cái lộ ngũ đó thì nó biết được cảnh chân đế đó, nhưng mà cái đó mình khỏi nó tới nữa ha. Giờ tới giờ đây. Tới 8 tâm quả dục giới tình hảo, đúng không? 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, biết chân đế. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo, biết chân đế. Tám tâm quả thiện á, tám tâm quả thiện giới tịnh hảo, biết chân đế, biết cảnh chân đế. À, tức là tám tâm quả thiện. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, vân vân. Này là biết rồi không? Thì tám tâm quả thiện này tại sao nó biết, chỉ biết chân đế không? Rồi quý vị nói thử rồi. Tại sao tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo mà nó chỉ biết được chân đế không thôi? Alo, tập trình hậu kiếp tử bà cảnh xà thú, xà thú đúng như vậy. Ship nha, Kim Dung rất là tuyệt vời ha. À, quý vị tặng Kim Bạch Cành Mông, quý vị rất tuyệt vời. Rồi, tức là cái tâm này, những cái tâm này nó chỉ làm những phần sự tục sinh, hậu kiếp, tử hay là làm na cảnh thì nó chỉ bắt cái cảnh trong nội phần, trong cái tâm của mình. À, cái tục sinh, hậu kiếp, tử, tâm tục sinh nó chỉ bắt cái cảnh thuộc về cảnh quá khứ, trong cái cảnh mà tục nghiệp, cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thứ tướng à, thì nó chỉ biết được cái cảnh chân đế thôi, chứ nó không có bắt được cái, những cái linh tinh, cái thực đế ha. À, thì như vậy, tám tâm quả dục giới, tâm quả thiện dục giới tình hảo này biết được chân đế, không biết được tục đế. Rồi, ok ha. Tới đó là ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ, tại sao biết cảnh chân đế mà không biết tục đế? Ba thức vô biên xứ biết cảnh chân đế, tại sao nó biết cảnh chân đế mà nó không biết tục đế? Bạch cảnh vô. Rồi là một ý kiến cũng rất là hay. Rồi ai nói nữa không? Có ai bổ túc thêm không? Bạch làm không vô biên xứ. Rồi. Xa thú đúng như vậy ha, thì nó bắt cảnh không vô biên xứ, hoặc là bắt cái tâm không vô biên xứ đã diệt á, thì nó bắt cái tâm đó, thì cái tâm đó là thuộc về chân đế, tâm là phải là chân đế. Cho nên ba cái thức vô biên xứ này á, là tâm thiện vô biên xứ, tâm quả thiện vô biên xứ, tâm di tác vô biên xứ, là ba cái thức vô biên xứ rồi đó, thì nó bắt cái tâm không vô biên xứ đã diệt làm đối tượng. Thành ra cái đó chỉ là thuộc về chân đế, không thể thuộc vào thực tế được. Cho nên ba thức vô biên xứ biết không vô biên xứ là chân đế. À, thì như vậy ba thức vô biên xứ biết cảnh chân đế. Nắm được không? Rồi tiếp theo. Rồi, cô Nhật Quỳnh của ta hiểu không? Nắm được không ạ?
Được ha, cô ta cô Nhật Quỳnh sao rồi? Cô xin đừng đạo hiểu đó rồi. Cô Nhật Quỳnh ơi. Bảy đâu rồi, bảy đâu mất tiêu rồi. Rồi, cho bà hiểu đại đi rồi. Rồi. Hiểu ha? Ok. Rồi, nói tiếp theo là ba phi tưởng, phi tưởng xứ. Biết cảnh chân đế. Tại sao? Alo. Ba phi tưởng xứ. Biết cảnh chân đế, ba phi tưởng xứ. Biết bắt tầm vì vô sở xứ làm đối tượng là xà thú nguyên như là xà thú, rất là chính xác, rất là chính xác. Ba thức vô biên, ba phi tưởng vô xứ nó bắt cái tầm vô sở xứ làm đối tượng, thì tầm vô xứ này nó diệt đi, nó bắt cái tầm nó lại làm đối tượng, thì cảnh đó nó thuộc về cảnh chân đế, cho nên ba phi tưởng vô tưởng xứ biết cảnh thuộc về chân đế duy nhất. Rồi như vậy là và không thức vô biên xứ phi tưởng vi tưởng xong ha, rồi còn 40 tâm siêu thế là cái gì, tại sao biết cảnh chân đế là cái gì, nói coi siêu thế mà sao chỉ biết có cảnh chân đế. Chỉ bắt niết bàn à, thôi xà thôi, đúng là chính xác như vậy ha, lấy niết bàn là bắt cảnh niết bàn là đối tượng. Rồi cho nên 40 tâm siêu thế là nó chỉ biết duy nhất là niết bàn. Rồi à, hay quá, rất là xa thứ ha. Thì như vậy quý vị đã nắm được cái phần mà bắt cảnh nhất định của thuộc về cảnh chân đế là 71 tâm đó, thứ nhất là 17 tâm, 8 tâm quả thiện nghiệp giới, 3 thức vô biên, 3 phi tưởng vi tưởng xứ, 40 tâm siêu thế bắt cảnh chân đế nhất định. Hiểu rồi ha, xin như mình nắm được ha, hiểu quá ha. Vậy ở ha, nó có vậy ha. Nguyên Trang đóng tiêu rồi, dễ ợt đóng tiêu rồi. Giảng xong cũng giảng như nó trời. Rồi. Hiểu rồi ha, đóng không? Rồi, ok, là mình xong cái phần mà biết cảnh chân đế nhất định ha. Rồi giờ biết bắt cảnh không nhất định. Nãy giờ là nhất định, bây giờ bắt cảnh không nhất định, hai chấm. Có 31 tâm. Ok, không sao, cái này có thâu lại mà cái gì nghe lại. Thí dụ mình hơi bị lùng bùng, mình nghe đi nghe lại vài lần hiểu. Rồi, biết cảnh không nhất định có 31 tâm. Mở ngoặc. 12 tâm bất thiện. Cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo. Cộng 8 di tác dục giới tịnh hảo. Cộng 8 di tác dục giới tịnh hảo. Cộng kháng y môn. Cộng kháng y môn. Cộng 2 tâm thông. Rồi, ok, tức là biết cảnh chân đế không có nhất định, có 31 tâm. Thứ nhất là 12 tâm bất thiện. Tại sao 12 tâm bất thiện này nó biết cảnh chân đế không nhất định? Alo. Tại sao 12 tâm bất thiện biết cảnh chân đế không nhất định? Vì bắt cả sáu cảnh. Rồi là một ý kiến. Rồi ai nữa? Alo. Mình suy nghĩ động não rồi chứ. Tập học viêu pháp là phải động não nha. Rồi.
Như đâu, Nguyên Trang đâu, dừng đâu, là cho ý kiến này để coi biết sao. 12 tâm bất thiện. Biết được cảnh tục đế không quý vị? Biết, mấy tâm tham sân si nó biết hết chứ. Biết cảnh tục đế mà biết luôn, cho nên chính vì lý do đó 12 tâm bất thiện bắt cảnh chân đế không nhất định là cái chỗ đó, bởi vì nó biết luôn cả tục đế nữa, nó biết chân đế và nó biết luôn tục đế nữa. Nắm được không? Và sư Dương Quỳnh nắm được chưa? Là 12 tâm bất thiện bắt được pháp chân đế, bắt luôn được cả tục đế luôn. Thì nó bắt được như vậy mà. Được chưa? Ok, rồi tới gì nữa? 12 tâm thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo biết được tục đế không? Cũng vậy luôn, biết luôn nha, nó biết được tục đế, nó biết chân đế luôn, nó biết được nhiều thứ, nhiều loại. Cho nên 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo biết được tục đế. Mà hãy 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo biết được thì 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo cũng biết được luôn. Chứ nó có gì đâu, 8 tâm di tác của bậc A-la-hán thì biết được tục đế giải luôn. Rồi, kháng y môn. Kháng y môn, biết cảnh chân đế, biết cảnh tục đế không? Yes luôn, ok, sao? Là kháng y môn nó là xác định làm phận sự, xác định cảnh trong lộ ngủ, trong lộ ý, nó là việc là kháng y môn ha, làm việc là bắt được cảnh ý, thì nó biết được cả tục đế, nó biết được cả chân đế luôn, thì như vậy kháng y môn biết được cả hai, cho nên nó thuộc về biết cảnh chân đế không nhất định, bởi vì nó biết cả tục đế nữa. Hai tâm thông thì mình biết là hai tâm thông thì là siêu đẳng rồi, thì biết được tục đế chân đế luôn ha. Thì như vậy biết cảnh không nhất định có 31 tâm, tức là biết cảnh cảnh chân đế không nhất định có 31 tâm, 12 tâm bất thiện biết cả đế lẫn chân đế, 8 tâm thiện dục giới tình hảo biết luôn cả hai, 8 tâm di tác dục giới tình hảo biết cả chân đế và tục đế luôn, kháng y môn cũng biết cả hai luôn, hai tâm thông biết cả hai luôn, thì như vậy 31 tâm này biết cả chân đế lẫn tục đế. Ok chưa? Alo. Được không? Rồi giờ tổng cộng có 102 tâm. Vừa thôi nhất định và không nhất định đó, tổng cộng có một. Tổng cộng 102 tâm. Chú dòng ghi chú hai. Tổng cộng 102 tâm rồi, nhà nói tới bài. Rồi, ok. Ghi chú, hai chấm. Ghi chú, hai chấm. 8 tâm đại quả thiện dục giới. 8 tâm đại quả thiện dục giới. Và 10 bí tâm vô nhân. Mở ngoặc trừ kháng y môn, đóng ngoặc. 8 tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân, mở ngoặc trừ kháng y môn, đóng ngoặc. Không bao giờ biết cảnh tục đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Nắm cho rõ ràng ha. 8 tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân trừ kháng y môn, đóng ngoặc. Không bao giờ biết cảnh tục đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới.
Ghi kịp chưa? Tám tâm đại quả thiểm giới vào vị không bao giờ biết cảnh thuộc đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Thì như vậy nãy mình đã nói là tám tâm đại quả thiện dục giới là nó chỉ làm tục sinh hoặc kiếp tử, thì nó chỉ biết được cảnh chân đế. 17 tâm vô nhân cũng vậy, cũng biết được chỉ cảnh chân đế, không bao giờ biết cảnh thực đế. Và nó chỉ biết cảnh chân đế thuộc dục giới nha các vị. Nó thuộc về cảnh dục giới thôi nha, chứ nó không có biết qua cảnh thiền sắc giới, vô sắc giới ha. À, thì mình phải để ý biết cái này ha. Bởi vì nó tâm quả này là tâm làm việc tục sinh hoặc kiếp tử của thuộc về dục giới ha. Và 17 tâm vô nhân thì sắc sinh cái gì xuất thuộc về dục giới, thành ra nó chỉ biết cảnh chân đế thuộc dục giới thôi, chứ nó không có biết sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, không biết cái cảnh đó. Rồi, nắm được chưa? Alo, xin cho biết đây, cho cái bông này. Rồi ha. Rồi, ok. Dễ không quý vị? Dễ hiểu không? Alo, cho biết dễ hiểu không? Cho biết đi. Dễ ủi không? Quá dễ luôn. Easy luôn. Rồi. Rồi. Dễ là với số 9. Học cái nữa ha, cái nữa thôi ha. Số 9 thì dễ nè. Số 9 cảnh tục đế. Hãy học chân đế ra, giờ mình học cái cảnh tục đế là dễ hiểu liền ha. À, là cảnh tục đế. Logiya sakya ramana. Logiya sakya ramana. Cảnh tục đế. Chúng dòng chi pháp hai chấm. Danh giới định và nghĩa giới định. Chân chế định và nghĩa chế định. Chi pháp danh chế định và nghĩa chế định. Nói tiêu ra rồi, không thấy gì rồi. À, trong room ai tình nguyện lên đọc dùm cái hai cái pháp này coi ta. Cảnh thực đế, danh chế định, nghĩa chế định. Rồi có ai ra tình nguyện giơ tay xuống phong cái coi. Đọc dùm cái coi. Rồi mời Sĩ Thiện Quỳnh xuống phong đọc dùm danh chế định và nghĩa chế định nha, để các bạn nắm được ha. Nam mô Phật Thầy ạ. Danh lễ chi trung đức kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trang. Dạ, Nhật Quỳnh yêu giảng nghĩa cho Nhật Quỳnh đọc. Còn nếu mà Nhật Quỳnh xin nghỉ học nữa, học mà không hiểu gì hết thì không học. Những người ta học rồi, ta học hỏi thì Quỳnh hỏi gì đâu mà biết. Nếu mà Quỳnh mà không dạy thì Nhật Quỳnh xin nghỉ học. Nhật Quỳnh chỉ vào phục vụ đạo tràng cho quý vị học thôi. Và Nhật Quỳnh xin được đọc pháp tục tế. Tám tục đế chia ra đây. Danh chế định và nghĩa chế định. Danh chân, phi danh chân, chế định, phi danh chân, danh chân. Danh chân, danh chân, phi danh chân, phi danh chân, chế định. Dạ, danh chế định có 6. Nghĩa chế định 2, 4, 6, có 7. Hình thức chế định, hiệp thành chế định. Chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Dạ, Nam Mô Bích Thai nha. Dạ, kính thỉnh huynh trở lại đạo tràng.
Rồi, xa thứ, xa thứ. Nhưng mà cô Nhật Quỳnh sao? Cô Nhật Quỳnh, ý cô Nhật Quỳnh là muốn cái gì? À, trong room ai học rồi hỏi, hỏi kỹ lưỡng rồi ai cũng hiểu hết trơn. Mà sao cô Nhật Quỳnh nói gì? Cô là ý sao? Mà không hiểu gì hả? Ý sao nói cho rõ chứ đây, ta biết được đâu mà. Thì tôi dạy là rất là rõ ràng, hỏi cái nào mình hỏi là mục đích để cho mà quý vị thấy. Tự mình động não rồi sao rồi gì nào không hiểu rồi mới giảng ra. Thì nãy giờ giảng có chậm hay nhanh? Quý vị thấy sao rồi, mà có gì quên lên đi. Dạ đầu tiên thì Vinh giảng được đó, nhưng mà tới lúc Vinh chỉ hỏi không, Vinh không giảng, Vinh chưa giảng thì làm sao hiểu được. Những vị người ta học trước rồi á thì ta hiểu, còn như trong room này Vinh chưa giảng thì lấy gì mà Nhật Quỳnh hiểu để mà nói hiểu. Dạ, ví dụ những vị người ta học chỗ khác, ta học nhiều thầy thì người ta đã học qua rồi thì Vinh hỏi ta hiểu. Còn trong room này Vinh chưa giảng cái vấn đề đó mà Vinh hỏi thì làm sao mà hiểu được. À, nhưng Vinh chỉ yêu cầu là ví dụ như Vinh giảng tới đâu rồi hỏi lại thì hiểu. Còn nếu mà Vinh mà cứ chưa có giảng cái vấn đề đó mà Quỳnh hỏi thì Nhật Quỳnh không hiểu. Mà nếu mà Nhật Quỳnh không hiểu thì chậm lại trong đúng để những người khác hiểu người ta học. Dạ, Nhật Quỳnh rõ ràng là như vậy. Dạ, kính mời Quỳnh nào. Ok, rồi vậy ha. Tức là nãy giờ hiểu không? Nãy giảng vậy có hiểu không? Tức là ý hỏi là tức là không phải là khảo bài mà hỏi để coi xem cái ý cái sự hiểu biết của quý vị tới đâu thôi. Để coi cái nói sao thì cũng phải giảng ra chứ là phải gì đâu, hỏi để làm rõ vấn đề đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Có hiểu bài không? Hiểu thì đi tiếp, không hiểu chỗ nào thì hỏi, có gì đâu thắc mắc gì vậy. Được chưa? Thì sao thì giờ tính sao, muốn học tới tiếp nữa hay là sao? Rồi tiếp tục ha, rồi cho qua tiếp tục phần tục đế luôn đi. Tục đế còn có chút nè. Chi pháp, danh chế định và nghĩa chế định như nãy học rồi không? Danh chế định, nghĩa định là hai cái nhóm thuộc về pháp tục đế, tức là những cái pháp mà đặt để chế định là không có đặt mình học rồi hết phải không? Rồi bắt cảnh nhất định, hai chấm, có hai mốt tâm, mở ngoặc, 15 tâm sắc giới, cộng 3 không vô biên xứ, cộng 3 vô sở hữu xứ, đóng ngoặc. Biết cảnh nhất định có 21 tâm, mở ngoặc, 13 tâm sắc giới, đọc lại nha, 15 tâm sắc giới, cộng 3 không vô biên xứ, cộng 3 vô sở hữu xứ. Biết cảnh nhất định hai chấm có 21 tâm, ghi lại đi ha, ghi rõ ràng, đọc chậm lại ghi cho rõ. Biết cảnh nhất định có 21 tâm, mở ngoặc, 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên xứ, cộng 3 vô sở hữu xứ. Biết cảnh nhất định có 21 tâm, rồi 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ. Rồi đó là 21 tâm biết cảnh tục đế nhất định. Giờ chúng ta tại sao giờ mình lôi xuống 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Vì nhớ 15 tâm sắc giới không? 15 tâm sắc giới là 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới và 5 duy tác sắc giới, ha, là thuộc về tâm thiện sắc giới đó, 15 tâm sắc giới đó. Biết cảnh chế định này nhất định. À, bởi vì nó lấy đề mục chế định pháp ha. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, hư không. Rồi niệm Phật, pháp, tăng, thí, giới, thiên, lấy đề mục về tục đế làm đối tượng. À, thì nó bắt cái cảnh đối, bắt cái cảnh đó, chỉ bắt cảnh đó thôi. À, làm đối tượng để mà tu đắc về thiền chỉ, cho nên 15 tâm sắc giới này chỉ biết duy nhất cảnh chế định, tức là những cái đề mục như là 10 cái casino,
hay là 10 cái từ tử thi bất mỹ, hoặc là tứ luận tâm, hay là quán thể trược, hay là niệm hơi thở theo kiểu tục đế. Thì như vậy 15 tâm thiện sắc giới, 15 tâm sắc giới, à, biết cảnh chế định duy nhất ha, là chỉ biết cảnh chế định duy nhất, nó không biết gì khác ngoài ra cả đó. Mà chưa nắm được chưa? Ồ, nắm được cho mấy về. À, ha, ok ha, là 15 tâm sắc giới biết cảnh chế định duy nhất ha. Rồi ba không vô biên xứ, ba không vô biên xứ là cái tâm đầu tiên của tâm vô sắc á, bên nhóm vô sắc á, ba không vô biên xứ thì cũng chỉ biết chế định, à, ba không vô biên xứ cũng chỉ biết cảnh chế định thôi. Bởi vì nó bắt cái cảnh là hư không, là thuộc về là đối tượng của sắc pháp á, bắt về hư không. Hư không là suy niệm về hư không vô cùng tận tận này kia. Thì ba cái không vô biên xứ này biết cảnh chế định duy nhất thôi. Nắm được không? Tức là nó bắt về cái cảnh là quan tướng của cái sắc pháp á, cảnh của cái tâm, của tâm sắc giới đó, nó bắt rồi nó niệm không vô biên xứ, không vô biên xứ. À, thì như vậy bắt cảnh nó thuộc về cảnh, thuộc về chế định luôn, thuộc về tục đế luôn. Thì như vậy ba không vô biên xứ bắt cảnh chế định duy nhất, à, không được chưa? Alo, quý vị nghe rõ không? Alo. Ba tâm không vô biên xứ biết chế định duy nhất, bởi vì thuộc về hư không vô cùng tận ha, niệm suy niệm hư không vô cùng tận thuộc về chế định, à, cho nên thì ba cái không vô biên xứ này chỉ biết cảnh chế định. Ok, qua được chưa? Rồi, ba vô sở hữu xứ. Ba vô sở hữu xứ tức là ba cái tâm vô sở hữu xứ. Ok. Rồi. Là ba cái không vô biên xứ. Ba cái tâm không vô biên xứ đầu tiên của tâm vô sắc á. Nó chỉ biết cảnh chế. À, bởi vì nó bắt cái đối tượng thuộc về quan tướng của cái tâm bình sắc giới đó, tâm của thiền sắc giới đó, bắt cái cảnh quan tướng đó rồi mới niệm hư không vô cùng tận. Hư không cùng tận là do niệm bắt cảnh tục đế đó, niệm là chính vì vậy ba cái không vô biên xứ này nó chỉ biết được cảnh chế định, à, thuộc về hư không cùng tận, cho nên nó chỉ biết cảnh chế định thôi, cảnh thuộc về tục đế thôi. Đó là ba không vô biên xứ. Được chưa? Alo. Được rồi, không? Rồi ba cái tâm vô hữu xứ cũng biết cảnh gia định thôi, bởi vì nó cho rằng không có chi bị chấp vô cái không á, chấp vô cái sự kiện cái không á, là chính vì như vậy ba cái vô sở hữu xứ này nó bắt cái tình trạng không đó, hoặc là nó bắt cái tâm không vô biên xứ rồi nó niệm không có chi suy niệm suy diễn ra, thì là chính vì vậy ba cái bộ sổ xứ này cũng bắt cảnh chế định, cho rằng không có gì, à, không có chi lấy nó làm đề mục để niệm, à, và chấp dính vào đó, à, thành cái vô sổ xứ. Ba cái bộ sổ xứ này nó biết cảnh chế định duy nhất, à, tức là biết cảnh nhất định chế định đó. Thì ba vô sở hữu xứ này cũng vậy, nó cũng chỉ biết cảnh chế định thôi. Được chưa?
Hello, còn ai nữa? Như Nguyên Trang về đủ thứ đây. Nắm được không? Ok, qua được không? Rồi giờ nãy giờ là mình biết cảnh tục đế này chứ. Định cảnh tục đế đó là biết cảnh nhất định. Thì mình có 15 tâm sắc giới biết cảnh chế định là với những cái đề mục là casina là đất nước lửa gió xanh vàng trắng đỏ ánh sáng hay không, hoặc là 10 cái đề mục bức mỹ, 10 cái đề mục những cái tử thi này cái nào, hoặc là tứ vô lượng tâm, hoặc là những cái quán về thể trược, tóc lông móng răng da, hoặc là hơi thở, tức là những đề mục chế định. Thì như vậy cái tâm sắc giới này nó bắt những cái đề mục chế định này để tu tập. Thành ra 15 tâm sắc giới này chỉ biết cảnh chế định. Rồi bên tâm vô sắc giới, cái không vô biên xứ cũng bắt cảnh chế định, nó thuộc về hư không cùng tộc. Nó bắt cái cảnh chế định đó là ba không vô biên xứ cũng chỉ biết cảnh chế định, ba cái vô sổ xứ cũng biết cảnh chế định, vì cho rằng không có chi, không có chi, ba sổ xứ này cũng biết cảnh chế định luôn. Thì ba không vô biên xứ là thứ nhất ha, ba cái vô sổ xứ là thứ ba. Thì một với ba của cái tâm vô sắc giới là biết cảnh chế định, nhưng mà hai với bốn là biết cảnh thuộc về chân đế. Như nãy mình học chân đế trên đó, là thức vô biên xứ và phi tưởng xứ. Thì đó, một ba là chế định, hai bốn là chân đế thuộc về vô sắc giới ha. Rồi không nhất định, và số tiếp theo là bắt cảnh không nhất định, có 31 tâm. Bắt định có 31 tâm. Rồi, mở mặt ra. Kháng y môn. Kháng y môn. Cộng 12 tâm bất thiện. Kháng y môn. Cộng 12 tâm bất thiện. Cộng 8 thiện dục giới. Kháng y môn cộng 12 tâm bất thiện, cộng 8 tâm thiện dục giới, cộng 8 tâm di tác dục giới, cộng 2 tâm thông. Kháng y môn cộng 12 tâm bất thiện, cộng 8 thiện dục giới, cộng 8 di tác dục giới, cộng 2 tâm thông. Rồi, đó là bắt cảnh tục đế không nhất định, tức là mình đang học về tục đế ha. Tức là nó bắt cảnh tục đế này không có nhất định, có 31 tâm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái 31 này là ví dụ như kháng ý môn thì nó bắt tục đế và nó bắt luôn được cả chân đế. Như nãy mình học trên phần chân đế thì kháng ý môn nó bắt được cả hai, tục đế và chân đế. 12 tâm bất thiện cũng vậy, cũng bắt được tục đế, bắt được chân đế luôn. Tức là những cái pháp thuộc về tục đế nó vẫn biết được, mà những pháp thuộc về chân đế, những cái tâm này nó vẫn biết được, thì là nó biết cả hai, cho nên nó không. Và 8 tâm thiện dục giới cũng vậy, 8 tâm di tác dục giới cũng vậy, và 2 tâm thông cũng vậy, thì nó biết cả hai luôn, nó biết cả chân đế và nó biết cả tục đế. Cho nên nó bắt cảnh tục đế này là gọi là bắt cảnh không nhất định, là có 31 tâm như vậy. Bởi vì thứ nhất là kháng y môn thì nó sanh khởi trong cái trường hợp nếu nó bắt thuộc về cảnh chân đế thì nó bắt những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó xác định cảnh đó. Hoặc là nó bắt cảnh tục đế, nó biết cảnh này là cảnh đẹp, cảnh xấu, cảnh này cái nọ, nó xác định cảnh đó, thì cho nên nó biết cả tục đế và lẫn chân đế. Thì nó biết không nhất định, nó biết cảnh không nhất định thì nó biết cả hai được mà.
rồi tâm bất thiện vậy, tâm tham, tâm sân, tâm si vậy, thì bắt những cảnh chân đế nó dẫn là phải có bị tham, có sân, có si, hoặc là nó bắt những cảnh tục đế, những cái mà chế định đặc để nó nhìn nó biết ở đây là cái này cái kia nọ thì nó dẫn tham, nó dẫn sân, vân vân. Thì như vậy ta 12 tâm bất thiện cũng biết được cả hai tục đế và chân đế. 8 tâm thiện dục giới cũng vậy luôn, cũng giống như vậy không? Nhìn nó bắt được thuộc về chân đế thì nó cũng bắt được, và tục đế nó cũng bắt được, cho nên nó biết được cả hai. 8 tâm duy tác cũng vậy, duy tác dục giới cũng vậy, 2 tâm thông cũng vậy, biết được cả hai, tức là biết được cả tục đế và chân đế. Cho nên 31 tâm này được gọi là bắt cảnh tục đế không nhất định. Còn nhất định bắt cảnh nhất định nãy mình học là có 21 tâm. Thì vậy ôm lại phần này là cảnh tục đế bắt cảnh nhất định có 21 tâm. 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên, 3 không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ là bắt cảnh tục đế nhất định. Được chưa? Rồi bắt cảnh tục đế không nhất định là có 31 tâm, là kháng nghi môn, 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 8 di tác giới, 2 tâm thông. Bởi vì nó biết cả hai, nó biết cả tục đế lẫn cả chân đế. Biết cảnh nhất định và cảnh không nhất định, biết tục đế lẫn chân đế. Tức là trong cái vấn đề này là chúng ta đã nắm được ha, bởi vì trong những cái tâm này nó biết chân đế, nó biết được tâm sở hữu sắc pháp, còn nó biết luôn cả tục đế, những cái gì đặt để ra, tên tuổi danh vọng sự nghiệp vân vân, nhà đẹp nhà xấu, xe cộ gì nó biết hết đó. Thì những cái loại tâm là kháng nghi môn, bất thiện, dục giới hay là di tác hay là hai tâm thông, nó đều biết được cả hai, cho nên được gọi là biết cảnh bắt cảnh không nhất định thuộc về pháp tục đế. Như vậy là chúng ta học được về phần tục đế tổng cộng có 52 tâm, là nhất định có 21 và không nhất định có 31, là tổng cộng có 52 tâm. Tổng cộng 52 tâm. Anh ta gồm 21 tâm bắt cảnh nhất định và 31 tâm. Rồi đúng rồi, chính xác như vậy. Rồi, xà thú quý vị nắm được hết không? Hiểu mà. Alo. Hiểu phần này không ạ? Phần chân đế, tục đế nè. Hiểu không? Dễ đâu quý vị đó. Những cái loại tâm nào nó bắt được cảnh chân đế, chuyên cảnh chân đế không, thì gọi là bắt nhất định. Gọi nó bắt cảnh tục đế không, thì là biết bắt cảnh nhất định. Còn nếu mà bắt cả hai thì là không có nhất định. Tục đế và chân đế là hai cái cảnh đó. Người ta phân ra để cho mình thấy rõ những cái chi pháp đó là như vậy. Lúc đầu mình học cũng hơi khó hiểu giúp cái chỗ phần này, bài này thì quá thật là cũng rất là khó. Bài này nó đi vô trong chi tiết khá nhiều, thành ra có thể làm cho bắt cảnh không nhất định ha. Bắt cảnh không nhất định giờ lấy phần tục đế ha, tức là cảnh không nhất định, ví dụ như tâm kháng ý môn đi ha. Tại sao nó bắt cảnh không nhất định của tục đế? Bởi vì nó bắt cảnh tục đế cũng được, mà nó bắt cảnh chân đế cũng được luôn. Ví dụ như giờ cảnh sắc thuộc về chân đế, đúng không? Cảnh sắc thuộc về chân đế sanh lên thì nhãn thức bắt rồi tiếp thâu rồi quan sát rồi mới xác định, tức là tâm kháng nghi môn cũng làm việc xác định cảnh sắc, đó là cảnh sắc, thì cảnh sắc đó thuộc về chân đế, đúng chưa? Là nó bắt được chân đế, nhưng mà nó bắt được cả tục đế nữa. Ví dụ như bây giờ nó thấy cái cảnh sắc, nhưng mà sau đó thấy cậu cái này cảnh sắc này đẹp, cái này đẹp ha, cái này tốt, cái này xấu ha, thì nó là bắt được cảnh thuộc về tục đế, nắm được chưa? Tức là cho nên nó bắt được cả tục đế và nó bắt được cả chân đế luôn. Hiểu rồi ha.
thì đó, ví dụ thấy cái chữ, ví dụ như nhìn thấy cái chữ nguyên như nè ha, ví dụ metta ha, thì khi mình nhìn thấy cái chữ này đó, thì cái thấy của mình đó, rồi mới đầu tiên là chỉ là cái màu sắc cảnh sắc thôi. À, thì cảnh sắc đó thì cái tâm kháng với môn nó sanh lên, để nó biết được cảnh sắc đó thì nó biết được thuộc về chân đế. À, nhưng mà khi nó biết được ở đây là cô metta, đây là Nguyễn Như, đây là Châu Nguyễn, đây là Kim Dung, khi nó biết được vậy thì cái kháng với môn nó xác định vậy thì nó biết được cảnh tục đế luôn. À, đó là một ha. À. Được chưa? Hiểu cái kháng với môn biết chưa? Là nó xác định cảnh đó, nó xác định cảnh sắc thuộc về chân đế, hoặc là nó xác định cảnh là suy diễn là được suy đặt ra đẹp đó. Như đây là tên này là Nguyên Trang, tên này là Kim Dung, thì cái kháng với môn đó là thuộc về tục đế. Được chưa? Rồi 12 tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, ví dụ tâm tham. Ví dụ như thì mình thấy cảnh đó, mình thấy cảnh chân đế thì tha mái nó khởi sanh. Còn nếu mà thấy cảnh tục đế thì tha mái nó cũng vẫn khởi sanh như thường, thì nó biết được cả hai tục đế và chân đế luôn. Thì cho vậy nó biết bất định là như vậy, nó biết không nhất định, là nó biết vừa cả tục đế mà nó biết luôn cả chân đế luôn. Nó biết được cái mà nguyên thể, nguyên thủy của nó, nguyên gốc của nó là chân đế, và nó biết được cái suy diễn nữa. Cái này cái suy diễn ra, thì mình suy diễn ra đây là cái này cái kia cái nọ à, thì đó thì mình biết được rồi. Bây giờ thấy không? Thì nó có hai cái bên, nó có hai cái góc độ, hai cái mặt. Một mặt là pháp thực tính, là pháp chân đế. Một mặt là pháp thực tính, một mặt là pháp phi thực tính, tức là pháp tục đế. Nó có hai mặt đó, thực tính và phi thực tính. Thì cái tâm mình á, lúc những cái tâm mà nó biết được cả hai á, thì nó biết được cả phi thực tính và nó biết được cả phi thực tính luôn. Thì như vậy mới biết được, gọi là biết cả chân đế và thực tục đế luôn. Cho nên đối với cảnh tục đế thì những cái tâm này á, nó biết tục đế không nhất định. Bởi vì nó vừa biết tục đế mà nó biết luôn cả chân đế luôn. Được chưa? Nắm được chưa? Nay mình học cái hai cảnh đó ha, cảnh chân đế và cảnh tục đế. Thì giờ mình nói sơ lại giúp về cái cảnh đế chứ ha. Cảnh chân đế tức là cảnh mà thuộc về pháp thực tính, tức là cảnh thuộc về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì được gọi là cảnh chân đế. Thì khi tâm nào bắt những cái cảnh này mà nhất định, bắt nhất định thì được gọi là bắt cảnh nhất định thuộc về cảnh chân đế. Thí dụ như 17 tâm vô nhân thì mình lấy ra là ngũ song thức liền, tức là con mắt ha, nhãn thức cái sanh lên đó, thì cảnh sắc nó sanh lên nè, cảnh sắc trước mặt đó, đối diện với con mắt mình đó, nó đụng vô cái thần kinh nhãn đó, thì nhãn thức nó sanh lên, nó bắt cảnh sắc đó, thì cảnh sắc đó là cảnh thuộc về sắc pháp. Sắc pháp là pháp chân đế, đúng không? Đúng chưa? Đúng ha? Đó, thì đó là cái nhận thức, nó chỉ biết nhất định có cảnh sắc thôi, chứ nó không biết gì khác ngoài đó đó. Cảnh sắc thì nó không biết được cảnh thinh, mà cảnh nhĩ thức thì nó chỉ biết được cảnh thinh, nhưng mà nó không biết được những cảnh khác. Thì nó chỉ biết được một cảnh duy nhất, là biết cảnh nhất định là như vậy, nó biết được cảnh chân đế như vậy. Còn những cái mà biết không nhất định thì nó biết thêm cái khác nữa, nó biết vừa tục đế mà nó biết được luôn cả chân đế luôn, thì được gọi là không nhất định. Chẳng hạn như tâm tham sanh lên thì biết cảnh chân đế, tức là nó biết được tâm, tâm sở, sắc là những cái cảnh nội phần bên trong mình đó, thì nó biết được cảnh chân đế, và nó biết luôn cả bên ngoài luôn, nó biết được những cảnh mà chế định luôn, cảnh đặc để này, cái danh từ đặc để, hình tướng chế định, thời gian chế định vân vân, thì nó biết được luôn. Nó vẫn có cái sự dính mắc như vậy, tham hoặc sân hoặc si,
thì 12 tâm bất thiện nó biết luôn cả thực đế và chân đế. Cho nên đối với cảnh chân đế, 12 tâm bất thiện này thuộc về không nhất định. À, bởi vì nó biết cả hai, nó biết chân đế mà nó còn biết luôn cả thực đế nữa. À, thì như vậy đó là biết cảnh nhất định và biết cảnh không nhất định là như vậy. Bởi vì một cái là biết cảnh nhất định là chỉ biết duy nhất cảnh đó thôi. À, dù thần nhãn thức chỉ duy nhất biết cảnh sắc. À, nhĩ thức thì biết duy nhất có cảnh thinh. Tỷ thức thì biết duy nhất có cảnh khí. Mà thiệt thức thì biết duy nhất có cảnh vị. Mà thân thức thì biết duy nhất có cảnh xúc. Cho nên được gọi là biết nhất định. Đúng chưa? Đúng rồi chưa? Rồi, à, thì cũng vậy, cái đó cũng vậy. Thì giờ tục đế cũng vậy thôi, tục đế nó ngược lại. Thì những cảnh biết cảnh tục đế nhất định là những cái tâm thuộc về tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới. Thì 15 tâm sắc giới là thuộc về tâm thiền, nó chỉ bắt những cái đề mục là tục đế. À, đất, nước, lửa, gió, nó bắt những đề mục tục đế để nó tu luyện. À, thì như vậy 15 cái tâm sắc giới này chỉ biết cảnh tục đế, chứ không biết được cảnh chân đế. À, là lý do tại sao 15 tâm sắc giới này biết cảnh chế định mà nhất định là như vậy. Bởi vì nó biết nhất định có một cái đó thôi, không biết gì khác ngoài ra. Tức là những không tới 40, nó có những cái này 10 ca si ná, 10 cái bất mỹ, 4 vô lượng tâm quán thể trược, hơi thở này vừa là tục đế mà cũng có thể là nếu mình chuyển qua bên tu thiền quán thì nó cũng trở thành pháp chân đế. À, là như vậy. Đó, thì 15 tâm sắc giới này á, thì nó bắt như vậy. Thấy chưa? Rồi. Cái mà không vô biên xứ cũng vậy. Cái không vô biên xứ, cái cảnh tục đế để nó suy nghĩ, nó niệm hư không vô cùng tận, rồi tưởng tượng cái quan tướng cái hư không rồi nó trả dài đó. Hư không vô cùng tận thì cũng thuộc về tục đế. À, còn vô hữu xứ cũng vậy, cũng nghĩ là chấp là không có chi, không có gì cả, không có chi thì thuộc về chấp không, thì thuộc về vô sở hữu xứ, thuộc về cũng thuộc tục đế luôn. À, thì như vậy những cái cảnh mà bắt về cái mà tục đế mà nhất định là 15 tâm sắc giới. À, nó bắt những cảnh đề mục chế định. À, ba không vô xứ, ba vô sở hữu xứ cũng bắt về cảnh nhất định thuộc về tục đế. À, bởi vì nó chỉ bắt được vậy thôi, nó chỉ bắt được cái đối tượng, chẳng hạn như giờ không duyên xứ thì nó chỉ bắt được cái hư không đó thôi, bắt được cái quan tướng hư không, là tưởng tượng lẫn hư không lan ra ngoài ra, nó không biết gì khác ngoài đó. À, thì đó, nó chỉ biết vậy thôi, nó không biết gì khác. Rồi cho nên được gọi là biết nhất định, biết cảnh tục đế nhất định. Còn biết không nhất định thì nó có 31 tâm, thì mình học nãy nó có 31 tâm. Thì tâm kháng y môn thì nó biết được 31 tâm, trong 31 tâm nó biết được tục đế. Và nó biết luôn cả chân đế luôn. À, bởi vì nó làm cái phận sự là nó xác định cảnh mà. À, nó trong cái lộ ngũ, trong cái như thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cửa, năm cảnh nó sắc, thinh, khí, vị, xúc. Năm cảnh nó đi vô trong dòng tâm thức mình, cái kháng cái môn này nó bắt được năm cái cảnh đó. À, nó biết được cảnh đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nó biết thì nó bắt được là thuộc về bắt cảnh chân đế. À, và nó cũng xác định được cảnh sắc này là cảnh sắc gì, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng vậy đó, thì nó thuộc về tục đế. Cho nên tâm kháng cái môn này nó biết cả hai, tục đế và chân đế. Thì cũng vậy, tâm bất thiện cũng vậy, tâm thiện cũng vậy, tâm di tác cũng vậy, tâm thông cũng vậy. Thì nó vừa bắt được cả tục đế mà nó bắt luôn được cả chân đế. Cho nên trong cái phần bắt cảnh tục đế này, nó biết cảnh tục đế này, thì nó biết cảnh tục đế này không nhất định là bởi vì nó biết luôn cả chân đế luôn. Cho nên được gọi là bắt cảnh không nhất định, có 31 tâm. À, là như vậy. Rồi, có gì nắm được không? Alo, tổng cộng có 52 cái như vậy. Được không? Được không? Ok, dễ quá trời. Cái gì nào? Học đi từ từ, mới có thời gian nào nó ôn lại nữa. Rồi, như vậy hôm nay là chúng ta học được
hai cảnh tiếp à. Dễ ủi, phải nói là dễ ủi. Cảnh chân đế và cảnh tục đế à, là hai cảnh à, xa thú do phước báo mà chúng ta học hôm nay, và chúng ta nguyện cầu cho cái trận đại dịch này được qua à, cho tất cả chúng ta có được đời sống ổn định trở lại à, cho được sống bình an. Chứ nếu không mà nó cứ kéo dài này chắc có lẽ đời sống của chúng ta sẽ cũng mệt mỏi, cấm túc tại nhà liên tục, rồi hết hết đạn dược, hết thực phẩm, chắc coi như mệt nghỉ luôn. Bệnh viện bên mới nhận tin tức bên Mỹ bây giờ nó đứng được xếp vô hàng đầu, được loại top à, mệt nghỉ lên hàng nhất luôn quý vị. Cái bệnh bắt đầu tràn lan à, rất là nguy hiểm. Rồi thì đâu ăn có mà giờ không dám đi ngoài, đi ra ngoài sợ rồi gặp ai nó ho bậy cái là mình cũng mệt luôn. Rồi ý lại đó, ý lại nước Mỹ là số 1 mà cuối cùng giờ cũng không ai có thuốc trị hết, chưa tìm được thuốc gì đó. Còn ai mà cảm thấy mình khỏe mạnh đủ sức chống lại với lại cái con virus mà COVID này thì ra chúng tôi thì chưa muốn ra hay ra cũng biết làm gì. Rồi do phước báo này cầu mong cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và luôn có trí tuệ thành tựu trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô A Di Đà, Nam mô Sang Khai Gia. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, trước nhất là Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Do Nhật Quỳnh ngu quá nên Quỳnh kinh dạy nhanh quá Nhật Quỳnh học không được. Nên Nhật Quỳnh có xin là nghỉ học, đó là một cái điều hiểu lầm trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh xin sám hối. Và cảm ơn Quỳnh rất là nhiều đã kiên tâm dạy dỗ cho những người ngu cỡ như Nhật Quỳnh. Và cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam mang ghe na quan đề hằng ba đà phạn sung ba ruột tam mang bồ thể do ca li tổ đô sơ bụt thâu ca ma tu tăng ma măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần những chân đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghe na quan đề hằng thầm anh cha được vị thăng và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp tam mang ghe na quan đề hằng sanh thanh và được quy thoát tam ăn sanh khê vô khá lý tổ đô sâu sanh khô khà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, hôm nay ngài Tri Đức đã rời râm sớm rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước học ngày hôm nay đến với chư thiên ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Thị đã vào học bài, làm cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã vào học bài để rơm được sinh động ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh.